thân khán giả đài Apple TV 21.12. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã nhẫn nại trong thời gian vừa qua. Và giờ đây xin được trở lại chương trình Tôn giáo và đời sống qua cái đề tài là những lo âu trong cuộc sống, và đồng thời là muốn tìm đứng trước sự mà lo âu căng thẳng đó, làm sao có sự là sự mà bình an trở lại. Kính thưa quý vị, nhìn vào trong cái người Công giáo dựa vào trong Kinh Thánh, thì khi mà Chúa Giêsu ra đời thì là các thiên thần reo mừng rằng là bình an như thế cho người thiện tâm. Nhưng mà chúng ta biết rằng là cái sự mà bình an không dễ có, tại vì trong cuộc sống đứng trước những cái sự mà xáo trộn, xáo động trong đời sống là làm cho con người bị mất bình an nhiều. Nhưng mà bình an đây là bình an của Chúa ở trong lòng. Và Chúa đến để mà mang sự bình an và Ngài dùng cái tình yêu thương của Ngài dành cho nhân loại. Và chính vì vậy mà Ngài rất là quan tâm dùng con tim để mà đối xử với người chung quanh, và ngay cả những người mà mất bình an đứng trước sự mà đau khổ của họ, hoặc là đứng trước tội lỗi của họ, họ tìm được sự bình an qua sự mà thứ tha thông cảm từ nơi Thiên Chúa. Chính vì vậy có nhiều khi mà các tộc môn đệ, các ngài được ví dụ một lúc nào các ngài được cái sự mà ân sủng của Chúa ban cho là có thể là đi rao giảng lần đầu tiên, thì các ngài có thể là đã dùng những cái khả năng đó để mà trừ quỷ, và khi mà trở về gặp gỡ Chúa Giêsu, các ngài muốn khoe nó là mình đã làm được điều này hoặc điều nọ, và ngay cả ma quỷ cũng đã vâng phục lời của các ngài. Mà Chúa Giêsu thay vì nhìn vào trong cái thành quả của các môn đệ, ngài nói là các con hãy đi vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi. Trong cái sự mà cầu nguyện có nghĩa là ngài quan tâm đến cuộc sống của họ, đứng trước sự mà vất vả bận tâm, muốn cái sự mà cầu nguyện thinh lặng lại và nhìn vào trong chính mình. Hoặc là có một cái câu khác, Chúa thông cảm với những người mang cái gánh nặng trong vai, đứng trước sự mà thử thách trong cuộc đời, ngài đã kêu mời rằng là hãy đến với ta, hỡi tất cả những ai đang nặng gánh, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các ngươi. Cái sức ở đây là cái sức từ nơi tình yêu thương của Chúa, ngài đồng hành đi cạnh, nâng đỡ thêm sức để chúng ta biết rằng chúng ta không có cô đơn lẻ loi một mình. Vì cái sự mà đứng trước cái vấn đề làm cho người ta cảm thấy nhục chí, mệt mỏi, chán nản, đó là họ cảm thấy là bất lực hoặc là cảm thấy cô đơn. Nhưng mà cái sự mà hiện diện của Chúa có mặt đó, và những lúc mà cầu nguyện lại, biết rằng là chúng ta không có đi một mình, được Chúa thêm sức qua cái sự mà cầu nguyện, nhất là đối với người Công giáo, qua các phép bí tích, qua sự mở lòng để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống trước những biến cố đó. Vì vậy câu hỏi kế tiếp tôi muốn hỏi rằng là như vậy đối với những người mà mất bình an đó, thì là họ mong mỏi từ gì, từ những người khác, hoặc là những người khác có thể là giúp gì cho họ để mà tìm lại cái sự mà bình an đứng trước cái vấn nạn trong cuộc đời. Kính thưa quý vị, khi chúng ta đặt đến một người để chúng ta có cách nào để giúp cho người đó từ cái sự bất an trở thành bình an, ở đây chúng ta phải chia làm hai: một là những người có tôn giáo, và thứ hai là người không có tôn giáo, mang đạo vào đời hoặc là mang đời vào đạo. Nói như thế để chúng ta thấy rằng đối với người có tôn giáo thì có cái tha lực và tự lực. Tha lực là mình cầu nguyện tùy theo cái đức tin của người Phật tử, là dựa vào Đức Quan Thế Âm hoặc Đức A Di Đà hoặc Đức Phật Thích Ca hoặc các cái vị Phật bên Phật giáo Hòa Hảo, ngoài Phật Tổ ra còn Phật Tổ là Phật Thầy, còn Ngài Quang Thượng, dựa vào các cái oai lực của các ngài để hộ trì. Tại vì cái oai lực đó nó có hai phần: một là cái tha lực, và cái thứ hai nó tạo ra một cái sức mạnh bật lên cái người đó tìm thấy được con đường sáng, và cái tự lực để cho người đó thấy rằng cái sự cầu nguyện là một, và thứ hai chính người đó phải tự đứng lên. Còn những cái người mà không có tôn giáo thì chúng ta không có đem cái đức tin vô, nhưng mà chúng ta phải mang một cái tình thương. Người ở bên trong thì tối, người ngoài thì sáng. Trong cái sự bất an của mỗi người thì mình là người có tôn giáo, mình phải thấy sáng suốt là người đó cần cái gì,
và người đó trong cái giai đoạn đó những cái gì người đó bị rớt xuống, thì nếu mà chúng ta ở bên ngoài thấy được như thế thì chúng ta mới có thể cái cơ hội để giúp người đó. Thưa quý vị, ở trong những cái thời gian qua thì chúng tôi cũng có nhiều cái cơ hội nhận biết nghe những cái hoàn cảnh khó khăn, thì chúng tôi thấy rằng rất là cần cái sự hỗ trợ của các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo trong những cái trường hợp mà những cái người Phật tử hoặc những người Kitô hữu đã có vấn đề, và ngay cả những người không có đức tin, không có nằm ở trong tôn giáo, thì người ta cũng cần cái sự hiện diện của quý vị đến để tâm tình, và đồng thời trong cái sự tâm tình đó mang những cái gì thiết thực nhất trong cái cuộc sống, và chỉ cho người ta, những người ở trong cái tối tâm đó một cái hướng đi, và chính cái hướng đi đó sẽ giúp cho người ta thoát khỏi những cái đường cùng tuyệt lộ nha. Cảm ơn quý sĩ, xin mời Hòa Thượng. Thưa quý ngài và quý vị, khi chúng ta đi vào tôn giáo thì điều đó có nghĩa là chúng ta đi tìm kiếm một cái phương cách, một cái nếp sống. Nếp sống đây mới nói là giá trị về tinh thần. Nhưng khi một người mà ý thức được mà đi tìm cái giá trị như vậy, thì cái người đó cũng đã tự mình biết được rằng mình cái sự giới hạn của mình, giới hạn về cái sức khỏe, giới hạn về cái sự tìm kiếm của mình cho một cái đời sống hạnh phúc, đặc biệt là vấn đề giá trị về tinh thần. Cho nên khi mà đi tìm kiếm như vậy, tức là có một sự cố gắng. Cái sự cố gắng đó là một cái giá mình phải trả, và chắc chắn là mình trả thì là mình sẽ được, mình cố gắng thì mình sẽ được đền bù. Chư Phật, đây không dám nói các tôn giáo khác, mà chư Phật và Đức Phật Thích Ca là thương tất cả chúng sinh lặn hợp trong biển trầm luân khổ ải. Mình đừng nói chi tiết làm cha làm mẹ không, mà thấy đứa con, nhiều đứa con nó ngỗ nghịch, nó hoang đàng, nó khó dạy, vân vân, thì cũng đã đem cái tình thương bao la để bao dung cho con cái trong mong như thế nào. Như chưa nói đến cái tấm lòng từ bi hỷ xả cứu độ của các bậc đấng, các đấng giáo chủ. Ở đây Đức Phật thương mỗi cái sinh linh như vậy, như là người mẹ hiền thương đứa con một vậy. Nhưng mà dầu là Đức Phật dạy 45 năm dạy vô số những cái phương cách để trở nên người tốt, nhưng cuối cùng thì Đức Phật cũng nói là tự mình thắp đuốc là mà đi, tức là mình phải nỗ lực, chư Phật chỉ là người chỉ đường thôi. Nó giống như mình đi ra đường, mình đi vậy, mình đi đông đi tây đi nam đi bắc, nhưng mà cảnh sát họ chỉ đường cho mình để biết đi ngã nào là ngã an toàn và cần và được sử dụng. Rồi chúng ta phải là cái người cầm tay lái và mình phải dấn thân. Do vậy ở đây cái vui hay không vui, buồn hay khổ thì đều là do mình hết. Cho nên Nguyễn Du Đại Thi Hào của truyền Kiều có nói là đã mang lấy nghiệp vào thân, tức là mình có hiện diện đó, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Đó thì cái tâm của mình ai cũng như nấy, là mình đừng có nghĩ rằng mình là thua là kém. Mình thua thì tại vì sao mình thua, tức là mình mới tới đó thôi, thì mình tiếp tục nữa thì ai đi tới đâu thì mình, người mà đi hai chân thì sẽ tới ở một khoảng thời gian nhất định nào đó. Một người không đi bằng chân mà phải bò lết thì tới nhất định nào đó. Người đi xe đạp, người đi xe hơi, người đi máy bay, vân vân, và bây giờ nhiều phương tiện nữa. Do vậy thì chúng ta hãy tự tin rằng chúng ta có 5 cái yếu tố quan trọng mà không ai đánh mất chúng ta được, trừ khi mình không dùng đến nó. Đó là khả năng thiết lập đức tin chân chánh, khả năng nỗ lực siêng năng tích cực, khả năng hiểu biết, ghi nhớ, ức nhớ, khả năng về định tâm, khả năng về trí tuệ. Thì tất cả những cái khả năng đó không ai khác hết, nhưng mà mình sử dụng nó hay không sử dụng nó. Cảm ơn ngài. Xin mời. Dạ. Trong thánh kinh thì nêu lên cho chúng ta một số những cái cách để chúng ta có thể giải thoát
ra khỏi những cái nỗi lo âu và chúng ta trợ giúp những cái người chung quanh. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta sống trong cuộc sống đó thì chúng ta không tránh khỏi, và dĩ nhiên là những gánh nặng, những cái áp lực nó luôn luôn đến với chúng ta, những cái vấn đề, những cái khổ đau nó đến với chúng ta. Có những cái khổ đau, có những gánh nặng thì nó vừa sức với con người của chúng ta. Thì Thánh Kinh luôn luôn khuyến khích là chúng ta nên tự lực, nên cố gắng, nên vững vàng đôi chân của mình, đứng trên chân của mình, và hãy làm cho mạnh dạn lên, hãy mang lấy những cái khí giới để mà đối đầu với những cái hoàn cảnh đó. Rồi có những cái gánh nặng thì nó quá sức với con người, dầu cho chúng ta có dùng hết sức mình đi nữa, chúng ta cũng không thể nào mà có thể vác nổi những cái gánh nặng đó. Vì vậy đó cho nên luôn luôn thì đối với Chúa thì Chúa luôn luôn bảo rằng là những trường hợp đó nên trao những gánh nặng đó cho Chúa, còn đừng có bao giờ cố gắng, bởi vì bản thân mình ráng sức thì rồi cuối cùng mình sẽ bị đè bẹp và rồi mình sẽ thất vọng. Cho nên lời của Chúa gọi là luôn luôn hãy trao hết tất cả những cái lo lắng của mình cho Chúa, vì bởi vì Ngài săn sóc chúng ta. Thì chính vì cái tình yêu, chính vì cái sự sống của Chúa đó, cái năng lực của Chúa đó giúp cho mình để mà mình cảm thấy mình yên tâm. Nên lời của Chúa nói rằng nếu mà mình đi trong trũng bóng chết mình cũng không lo sợ. Bởi vì sao? Lý do là bởi vì Chúa ở với mình, chứ còn không phải là con một mình mình thì mình phải sợ thôi, làm sao mà không sợ được trước một cái hoàn cảnh như vậy. Thành ra từ cái chỗ đó thì người theo Chúa luôn luôn muốn có sự bình an đó thì phải bám lấy Chúa, phải nhờ cậy Chúa, phải đi trong cái sự dẫn dắt, giống như con chiên đi trong cái sự hướng dẫn của người chăn thế nào đó. Thì cái người theo Chúa cũng phải như thế thì mới có bình an. Còn nếu mà mình tự mình đi ra ngoài, tự mình đi tìm những cái lỗ hổng của cuộc đời này mà mình cứ đi theo ý riêng thì chắc chắn những cái lo phiền, những cái đau khổ nó sẽ đến. Cho nên lời khuyên là chúng tôi luôn luôn khuyên là nên nhờ cậy Chúa. Đó là cái lời khuyên mà tất cả những anh em theo Chúa đều khuyên tất cả những người gặp trong những hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn quý ngài. Kính thưa quý vị, trong đời sống chúng ta thấy nhiều cái gánh nặng đè nặng trên vai, và nhiều khi là mình thí dụ ở trong cái vấn đề nhiều khi không có sáng suốt lắm, không có thấy rõ là mình có vấn đề, cứ nghĩ rằng là những người khác có sự mọi thử thách khó khăn cái vấn đề của họ thôi. Nên là cái người mà mang cái tâm trạng bất bình an, hoặc là nhiều khi họ thấy không có cảm thấy, họ nghĩ là đây cái sự mà phản ứng bình thường của mình. Nhưng mà quên rằng là nhiều khi là phải có sự mà hồi tâm trở lại, có giúp điều đầu tiên là cái sự mà mình cầu nguyện, mở lòng ra, có rằng là trong những lúc gần đây những thái độ của mình ra sao, nó có ảnh hưởng gì với những chung quanh hay chăng, hoặc là có mang lại mất bình an gì đến những chung quanh hay chăng. Nên lúc đó là Chúa ơi, xin Chúa soi sáng con, xin Chúa mở rộng lòng để mà thêm sức. Vì tận đó lòng có sự mà nói ra được đó, cái sự mà thao thức đến được gần của Chúa hơn, thao thức để mà có sự mà an lành trở lại, thao thức để mà tìm cách và mà giải quyết vấn đề. Tại vì nhiều khi chúng ta có sự mà giới hạn của mình tự giải quyết lấy, nhưng mà hết điều này sẽ đến điều khác. Mà lúc đó là quên một vấn đề là nhờ Chúa hoặc là người chung quanh thêm sức vào. Và thí dụ chúng ta đặt trong trường hợp mình là cái người mà mất bình an, có thể là đang mong mỏi những người khác có thông cảm hiểu mình, hoặc là có sự mà hướng dẫn, và nhất là có sự mà nhạy cảm. Thí dụ có những ai thấy chúng tôi mất bình an mà người đó lại la lối, là cái sự mà cũng là cái sự mà đối chọi trở lại, cũng sẽ gây ra cái vấn đề mà phiền hà hơn nữa. Nên cái sự mà thông cảm, mở lòng, và đồng thời là tin tưởng những ai có thể là giúp cho chính mình để mà có là sự mà an lành, đó là những người bạn thân, và cái sự mà thành, như là cái lòng thành muốn vượt qua sự mà khó khăn thử thách. Chính vì vậy và nhiều khi là chúng ta cần được sự mà khích lệ, nâng đỡ từ những người chung quanh qua những lời khuyên, hoặc là qua cái sự mà động viên về tinh thần. Chúng tôi nhớ là thí dụ có những điều mà xảy ra để mà giúp cho những người mà mất bình an, giống như là họ cần phải sự mà quân mình trở lại, hoặc là cầu nguyện trở lại, hoặc là phải chịu khó nói ra lời nói tích cực, nâng đỡ hơn là những lời nói tiêu cực, hoặc là phải chịu khó suy nghĩ về những cái hành động của mình. Tiếng Việt chúng ta rất là hay, nhiều khi mà thử hỏi rằng là cái chuyện mà mình chịu khó đi nhá,
Nhưng mà đọc ngược lại thì như thế nào nhỉ? Là khó chịu. Nếu mà mình không có chịu khó giúp sức cho người quan thì là trong lòng nó sẽ tạo ra sự mà mất bình an, khó chịu ngay lập tức. Hoặc là mình không có chịu khó làm lành với người khác đứng trước cái vấn đề xảy ra thì là trong lòng sẽ luôn luôn khó chịu, cảm thấy bực mình và gây ra sự mà căng thẳng. Kính thưa quý vị, trong đời sống chúng ta, giờ đây chúng ta sắp sửa bước vào trong một cái năm mới, và nhìn vào trong năm cũ biết như cái gánh nặng có, thì sự mà thêm sức cũng có. Như vậy là giờ đây trước khi mà chúng ta chuẩn bị bước vào trong năm mới này thì là có đôi lời chúng ta có thể là nói ra sự mà khuyến khích rồi với những người mà bất bình an, hoặc là những cái lời mà chúc Tết cho đến những người chung quanh, những người các khán thính giả. Xin mời. Kính thưa quý vị, tôi nghĩ rằng chắc không có năm nào mà mỗi người chúng ta nói riêng và tất cả các những người trên thế giới nói chung muốn mong muốn là năm đến này được tốt hơn năm nay. Vì cái sự bất an của năm rồi, kính thưa quý vị, Tết là mang một cái sinh khí mới giữa trời đất và con người, có trời có đất và có ta, một cái sự cảm ơn, một cái vận hành mới của năm Nhâm Dần. Và trong cái sự vận hành đó, mỗi người chúng ta có một cái thái độ, cách sống và đồng thời tích cực hơn. Tại vì năm rồi của năm Sửu quá nhiều cái bất an. Nếu chúng ta thấy rằng năm Tân Sửu quá nhiều bất an cho chính bản thân của chúng ta, và rồi chính cái sự bất an đó nó ảnh hưởng đến những người xung quanh, thì năm Nhâm Dần là cái năm mà chúng ta phải tích cực hơn nữa. Nếu là người có tôn giáo, tăng trưởng thêm cái đức tin nơi mỗi tôn giáo của mình. Và nếu mà chúng ta có những cái ước nguyện chúng ta nên thực hiện để làm sao trong một cái năm Nhâm Dần, một cái hướng đi mới, một cái con đường đi đến. Tại vì trong cái năm mới chúng ta sẽ đối diện với nhiều cái vấn đề, để và những cái vấn đề đó làm sao để chúng ta có được một cái đời sống tốt đẹp. Thì cũng nhân dịp năm mới Nhâm Dần, chúng tôi thay mặt cho Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, chú xin dùng phụ cận kính chúc cho toàn thể quý vị lãnh đạo tinh thần, quý tôn giáo, quý hội đoàn, cộng đồng, quý cơ quan truyền thông, quý đồng hương được một năm mới an lành, hạnh phúc, dịch bệnh qua đi, thương yêu lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, và có sự tay trong tay trong tình thương yêu của nhân loại đại đồng. Xin mời Hòa Thượng. Cảm ơn quý ngài và quý vị. Năm Nhâm Dần 2022 mở ra cho chúng ta 365 ngày mới. Tây lịch thì chúng ta đã đi qua tới thứ mười mấy, gần thứ 20 rồi ngày rồi. Âm lịch thì chúng ta chưa bắt đầu gỡ lịch mới. Nhưng rồi cái tập lịch mới toanh, rồi chúng ta gỡ mỗi ngày gỡ tờ, rồi chẳng bao lâu thì 365 ngày nó hết đổi lịch mới. Thì chúng ta nhìn thấy cái thời gian nó di chuyển và đời sống của chúng ta, cái gì nó cũng thay đổi và thay đổi và thay đổi. Và con người của chúng ta lúc nào đó rồi thì không ngờ là mình đã là tuổi già sức yếu vân vân. Cho nên mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi ngày, hay nói nôm na là mình thở hít vô và thở ra, và mình còn sống còn. Mình sống còn, còn sống còn mà mình còn có những ai đó, ví dụ vợ còn có chồng bên, chồng có vợ bên, cha mẹ có con cái còn thấy cha mẹ mình còn xin tiền với mình. Vâng vâng, tất cả những đó phải tri nhận và phải cảm kích. Và mỗi người chúng ta sẽ cố gắng để gìn giữ cái tốt đẹp nhất mà mình có thể gìn giữ được. Và chúng ta cố gắng để giảm thiểu những điều không vui, những điều không tốt, không hay do lời nói, việc làm và suy nghĩ của mình. Năm mới Nhâm Dần 2022, thành tâm kính chúc chư liệt vị khán thính giả của đài Apple TV 21.12, đồng hương, Phật tử xa gần, vô lượng an lạc các tường. Thành tâm chúc mừng. Cảm ơn Hòa Thượng. Xin mời thưa Mục Sư. Năm mới sắp đến thì chúng tôi cũng xin thay cho các
tôi con của Chúa trong hội thánh, và xin kính chúc tất cả quý đồng hương một năm thật là an lành, và đặc biệt là chúng ta bớt đi những cái lo lắng. Với các con cái của Chúa, chúng tôi xin kính chúc quý vị một năm tràn đầy ơn phước của Chúa, và xin cho chúng ta hết lòng tin cậy nơi Chúa để cầu nguyện cho đất nước, cầu nguyện cho đồng bào của chúng ta, và đem lại một sự an lành ở trong cuộc sống tất cả. Xin kính chúc quý vị. Kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị, nhìn vào trong năm qua chúng ta thấy những cái vấn nạn xảy ra, những cái vấn đề xảy tới làm chúng ta mất bình an, làm cho cuộc sống như là phải cách ly, làm cho sự mà biết bao nhiêu sự mà xáo trộn. Nhưng mà hãy cố gắng nhìn lại cho sự mà cầu nguyện để mà cảm tạ Chúa. Cảm tạ không phải là những việc đó nó xảy ra cho chính mình, mà cảm tạ là vì có thể là trong những lúc đó mình khám phá ra là Chúa đi cạnh, Chúa hướng dẫn, Chúa nâng đỡ. Có thể là khám phá ra là cái sự mà cần thiết của những người chung quanh hơn, nhất là những người mà trong gia đình, người gần gũi, bạn bè, để rồi có thể là nhìn vào trong tương lai, không có mang cái gánh nặng của quá khứ, mà mang cái sự mà hy vọng vào trong tương lai, để rồi đứng trước một cái năm mới, nhờ Chúa tiếp thêm sức đồng hành, và tiếp tục khám phá rằng là không những khám phá ra Chúa trong cuộc sống, mà khám phá ra chính mình là ai, là cái người mà cần đến Chúa, là những người có lòng tốt, hoặc là những người mà có cái sự mà vị tha, muốn vươn lên được gần gũi Chúa hơn. Nên chúng tôi cũng cầu nguyện trong năm mới này cho quý vị và gia đình được mở sự an lành, bình an, được nhiều sức khỏe, vượt qua sự khó khăn, và nhất là có sự mà bình an của Chúa trong lòng. Và kính thưa quý vị, để kết thúc chương trình trong ngày hôm nay, thì để chúng tôi xin mời trò Hòa Thượng cùng để đoàn nói lên những lời cầu nguyện kết thúc cho cái chương trình của năm nay và của lần này. Kính thưa chư vị đại biểu cho những tôn giáo, và chúng ta cùng có mặt, kính thưa chư vị khán thính giả của đài Apple TV 21.12, chúng tôi đã để đồng hành cùng với quý ngài và quý vị trong năm qua 2021, bây giờ bước qua 2022, và chúng ta cũng sắp sửa bước qua cái năm mới âm lịch Nhâm Dần. Thay mặt chư huynh đệ của chúng tôi xin được kính gửi đến quý ngài và quý vị, đặc biệt khán thính giả của đài Apple TV, là những người hỗ trợ cho đài được sống còn để phục vụ truyền thông, thành tâm kính chúc toàn thể chư vị sức khỏe, bình an và nhiều may mắn. Và chúng ta vừa cộng đồng đất nước của chúng ta, Hoa Kỳ và Việt Nam cũng như toàn thế giới sắp mong rằng đại dịch sẽ đi qua và sự bình an tốt đẹp sẽ trở về với nhân loại. Thành tâm hướng nguyện và cầu nguyện.